Đừng lo nha, Big Seller sẽ giải quyết tất cả vấn đề cho bạn. Bây giờ mình cùng nhau tìm hiểu nhé. Trước tiên mình có thể chọn một nhóm vận chuyển, ví dụ như là nhóm vận chuyển của Coco đến Hàn Quốc nhanh và đến Hàn Quốc tiết kiệm. Tất cả đơn của nhóm này có thể quyết định được, nhưng mà nếu đơn không của nhóm này thì cũng phải bảo lỗi. Ví dụ như đơn này thì nhóm vận chuyển một, nhưng mà bây giờ mình chọn một nhóm khác. Ví dụ như mình chọn nhóm vận chuyển thẻ. Bây giờ mình quét đơn này xem nó sẽ xảy ra cái gì nhá. Như các bạn thấy trên màn hình nó sẽ báo lỗi. Như vậy thì có thể đến tình huống do mình cho đơn gì ạ. Ở chỗ này nó sẽ cài đặt số lượng khách, mình có thể chọn một lần hoặc hai lần. Bây giờ mình chọn một lần xem thử nhá. Ok, một lần mình bấm view. Rồi bây giờ mình quay trở lại nhá. Các bạn xem kỹ màn hình này, nó sẽ to hơn. Bạn thấy chưa? Ở chỗ này nó đã hiển thị to hơn rồi. Ok, bây giờ mình chọn cài đặt hai lần. Ok, chọn hai lần bấm view. Ok. Giờ mình quay đơn lại. Một lần nó sẽ hiển thị chi tiết giả sử ở chỗ này á. Các bạn có thể kiểm tra kỹ xem nó có chiếu quả màn hình không. Ok, bây giờ mình kiểm tra hệ thống này nhá. Các bạn thấy chưa, mình tạo màn hình rồi. Đây là một cúp kim loại, nó là sản phẩm quả kim nhi. Ok, bây giờ mình đóng gói lại. Bây giờ mình quay một lần nữa nhá. Ok, bây giờ nó mới giao hàng. Khi tất cả đơn đã hết xong, mình có thể tạo biên bản bản sao. Mình bấm nút này nhá, tạo biên bản bản sao. Như các bạn thấy trên màn hình, mình có thể in ra biên bản bản sao khi chưa đến khách hàng. Mình có thể yêu cầu chị cô ký tên ở chỗ này nhá. Khi kiện hàng thì là mình có thể lấy bản giao này chống lại. Hai đơn này đã quét và đã giao rồi, bây giờ mình quét lại một lần nữa. Mình xem nó sẽ xảy ra những gì nhá. Ok, mình quay lại quét giao hàng. Rồi mình quay lại. Ok, như các bạn thấy trên màn hình nó sẽ báo lỗi. Nó hiển thị là không ở trạng thái chờ in. Thế như vậy mình có thể tránh tình huống giao hàng. Tất cả đơn đặt sang chuyển giao, nó sẽ chuyển sang trạng thái chờ lấy hàng. Nhưng đơn nó chưa, nó sẽ vẫn nằm ở mục chờ in. Như vậy mình có thể biết được những đơn nó đã giao rồi và những đơn nó chưa. Ok, các bạn ơi, hôm nay mình chia sẻ đến đây nhá. Các bạn học về